Để con nói cho xong. Bà, bà, con nhắn bà qua đây là có chuyện rất quan trọng. Bà ngồi xuống đi ba. Ba, chắc có lẽ con phải đi trước ba rồi. Con là đứa bất hiếu. Không, con sẽ khỏe lại. Con chưa báo hiếu gì được cho ba. Giờ đây phải gửi gắm thằng Quyên. Người đàn bà kia cũng có con với em Tiến. Con lo thằng Quyên nó sẽ bị hất hủi. Ba chăm sóc Giao giùm con nha ba. Con yên tâm, thằng Quyên nó là cháu ngoại của ba, đương nhiên ba phải lo cho nó. Đứa nào dám đụng tới nó, tao quýnh chết cha. Vậy là con yên tâm rồi. Với lại thằng Quy nó ít nói, có gì buồn nó cũng im lặng chịu đựng. Con gửi nó cho ba. Ừ. Ba hứa. Thôi con nằm nghỉ đi. Con đừng chết. Con đừng chết. Con. Ba xin lỗi con. Ba chưa hoàn thành được tâm nguyện của con như đã hứa. Nhưng con cứ yên tâm đi. Không lâu nữa đâu, ba với con của con sẽ cùng nhau hưởng phước.
những câu chuyện ở vương quốc thần tiên. Câu chuyện bắt đầu. Tính gì anh Quy? Em dặn nhỏ lại giùm anh chút đi, anh đang làm việc cần yên tĩnh một chút. Trời, anh phiền quá, hát karaoke cũng không yên nữa. Làm mất hứng quá. Tính nè, anh xin chỉ 30 phút thôi nha. Ở nhà mà không có chút tự do gì hết, mệt quá. Chuyện gì? Chuyện gì mà không có chút tự do? Má kêu con ở nhà hát karaoke, giờ anh Quy qua không cho con hát kìa. Dạ, tại công việc của con gấp quá, con xin em 30 phút thôi dì. Dì phải nói mỏi cả miệng, nó mới chịu ở nhà hát karaoke, mà không ra ngoài chơi đó. Công việc gì mà con gấp dữ vậy? Con chịu em chút, không được sao? Dạ, vậy thôi, em cứ hát tiếp đi. Thôi, không cần đâu, đâu phải cho tôi hát tôi mới hát đâu. Con trai gì mà hay hờn mát vậy? Con á, cũng hư thiệt à. Anh Huy con còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, còn con chỉ ngồi chơi không không à. Má, thôi để rủ nhỏ này hát karaoke. Ly, cái thằng kia lớn rồi mà cứ phá phách như con nít à. Ai đời đi rủ đứa câm đi hát karaoke vậy? Em không được chế nhạo Ly, dù sao Ly cũng là em của tụi mình. Thôi đi, anh coi nó là em kệ anh, đối với tôi nó là ô xin thôi. Em thôi, anh em gì mà cứ như người dưng nước lã vậy, đừng có cãi nhau nữa được không? Còn Huy nè, con tốt bụng thiệt á, mới đây đã coi người ngoài như là người thân của mình rồi. Con Ly mà nó nghe được chắc nó rơi nước mắt vì cảm động đó. Dạ, con xin phép gì. Thôi, con hát karaoke nữa đây. Thôi em hãy về bên người giàu sang, còn anh tay trắng cam đành lỡ làng. Mày hả mày? Mày nè, Tính, bụng muốn chết hả? Mấy cái cây này ông cưng còn hơn con nữa đó. Bực bội quá phá chơi. Mấy cái cây này có tội tình gì? Từ nay biết khôn, nhìn anh con một chút. Nó nói thì biết nghe lời cho ổng vui. Còn khuya, mày cứ chọc ổng hoài, có ngày ổng đuổi ra khỏi nhà là thằng Huy nó hưởng hết. Đừng có mà mơ, ảnh mù mà làm được cái gì? Mọi thứ thuộc về con. Nè, coi chừng á, mai mốt xin đi sách dép nó cũng không cho đâu. Má có uống lộn thuốc không? Con mà sách dép cho ảnh hả? Ông ngoại nó chia gia tài cho nó mấy tỷ, nó đâu biết xài nên còn nguyên. Còn mày ăn chơi trác tán nên không còn đồng nào hết á. Phải xin đi sách dép cho nó để nó bố thí vài đồng bạc cắt. Nói chuyện với má mệt quá. Nè, để má dạy khôn con. Nếu nhún nhường một chút mà có lợi cho mình thì tại sao mình không nhún nhường? Con nghe lời má đi, có lợi chứ không có hại đâu. Thôi thôi, làm những chuyện mất mặt con không có làm đâu. Nè, mày cãi lại á thì tự kiếm tiền mà xài nha, tao không cho một đồng đâu. Má, má đừng có đem tiền ra ép con nha. Mà
con phải nghe má chuyện gì? Từ từ rồi biết. Không tính bây giờ, trở tay không kịp đâu. Sau khi vượt bao gian khổ, gấu con đã tìm được bông hoa thần kỳ để cứu mẹ. Phép thuật của bà phù thủy đành phải chịu thua lòng hiếu thảo của chú gấu. Và bà đã chạy trốn vào khu rừng ma, mãi mãi không quay trở ra. Xong rồi. Em không hiểu anh đang làm gì. Anh làm sách nói cho trẻ em khiếm thị. Anh đọc truyện này hồi nào, sao vẫn còn nhớ. Anh tự nghĩ ra. Anh hả? Ủa? Tính hả? Dạ. Em cũng đang ở đây hả? Dạ. Anh uống gì không? Để em làm luôn cho. Anh cũng đang muốn uống nước ngọt nè. Rồi, anh ngồi xuống đây đi. Rồi, từ từ. Để em làm cho. Có ngay, đợi chút ha. Cái thằng... Nước đây nè anh. Ừ. Mà sao hôm nay ngoan vậy? Ở nhà nguyên cả ngày. Chơi hoài cũng chán. Để mai mốt ra phụ ba. Ba biết thì vui lắm đó. Giờ chỉ nhờ vào em thôi. Chứ anh thì đâu giúp gì. Trời ơi. Sao anh vụng về quá vậy? Anh xin lỗi. Cái vẻ này mà lao cái gì? Em có sao không? Sao hả? Đủ thứ nước ngọt, nước tương, rồi ớt ở trong đây nè. Anh thử đổ vô người anh coi có sao không. Cái gì mà nước tương, tương ớt? Buông ra. Lấy nồi vẽ lại cho tôi hả? Tính ơi. Tính. Anh xin lỗi nha Tính.
Thằng Tính bị đổ hết nước vô người. Đáng đời. Cho nên đừng nghĩ tới chuyện hại người. Trước sau gì á cũng bị hại lại. Dì Dung và thằng Tính không thương thằng Huy. Đúng rồi. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Không biết cái thằng Tiến nó dạy vợ dạy con kiểu gì mà đứa nào bụng dạ cũng xấu xa quá. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trống đèn, hầu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền sáng. Ai vậy? Phải Ly không em? Không trả lời, chắc chắn là Ly rồi. Anh tiếc là em không nghe được. Âm nhạc có thể xóa đi mọi nỗi buồn và mang lại niềm vui. Em đẹp lắm, đúng không? Em rất xấu xí. Anh không tin. Em có thể cho anh sờ lên mặt em không? Thank you.
Trời đất ơi, ghê chưa? Cầm tay nhau nữa. Trời, sờ lên mặt nữa. Công nhận, con này cũng có nghề ghê ha. Từ già tới trẻ, đều lú lẫn gì nó hết. Không biết làm vậy, có hứng thú gì không ta? Ê, tính, tính. Dạ, dạ, tính. Dạ. Gì vậy má? Nhìn kìa, nhìn kìa. Mùi mẫn ghê chưa? Nó thà là quyến rũ thằng Huy, chứ không cần đếm xỉa tới mày. Con nhỏ đó hả? Ai mà thèm. Nếu mà con muốn á, con búng tay một cái chốc, nó quỳ xuống chân con luôn á. Làm được mới nói nha. Nó có của đó. Nó bòn rút của ông già cũng được bộn đó. Đó, nhìn kìa. Bình thường. Đó, nhìn kìa. Nắm tay hoài hà. Làm thấy bắt ớn. Bày đặt. Sờ soạn. Nắm tay, nắm chân nữa chứ. Em rất đẹp. Ông ngoại gọi em là cô bé lọ lem hả? Lọ lem sẽ thành công chúa khi gặp hoàng tử. Sợ ông chứ làm gì. Trời đất ơi, bà có uống lộn thuốc sung không vậy? Trời ơi, hết giờ tay tôi rồi tới giờ mặt. Bà đi rồi tôi ngủ được không? Có vậy mà cũng la lên hết hồn à. Tụi nhỏ nó nghe nó cười á. Thôi nha, rồi vậy sao tôi ngủ? Trời ơi, tôi thấy hai đứa nó sờ cả buổi trời, có nó nhột gì đâu. Hai đứa nào? Thì thằng Huy với con Ly chứ ai. Bà hết chuyện để nói rồi hả? Ông á, không tin thì thôi. Bà rảnh quá. Dù á, nó vì tiền với tôi cũng được. Mà nó lo cho tôi chu đáo, nó xứng đáng được thưởng công. Không lẽ mình phải chăm sóc ông già đó chu đáo hơn con kia thì mình mới được hưởng hưởng tiền của ổng.
Mình chỉ giúp được Ly bấy nhiêu thôi. Muốn giết cho tôi chết luôn hả? Cái gì vậy? Cái gì mà la sùm vậy? Nó chọt cây vô bụng con kìa. Làm gì nó mà nó dậm vô bụng? Có làm gì đâu. Cái thằng quỷ, mày xàm sợ với nó phải không? Thì định giỡn chút thôi. Nó xàm sợ nghe thấy ghê quá. Mày thèm gái tới phát điên rồi hả mày? Con câm đó mà mày cũng không tha nữa. Ông già nó cũng chịu. Mà còn bày đặt thanh cao với con. Sợ quá. Ông già, nhưng mà ông có tiền. Còn mày, mày có tiền không? Có gì không? Mày mốt ba má chết, con hưởng gia tài con cũng giàu vậy. Ê, cái thằng này, đồ bất hiếu. Nói vậy mà cũng nói được. Đau quá. Con nhỏ này đi đâu vậy ta? Còn để nồi cháo sôi vậy nữa. Để hôm nay cậu có chửi mày không nha. Con về cho ngoại tập đi. Trời. Cẩn thận nha ngoại. Ừ, được mà. Má má, kìa. Ngoại ráng tập cho ngồi riết chịu gì nổi. Dạ. Con có bận gì không? Dạ không ngoại. Ừ. Con rảnh lắm. Bây giờ con ngồi chơi ngoài suốt ngày cũng được á. Người mù đỡ người què á má. Mắc cười quá ha. Cái thằng này, miệng mồm độc địa, không biết giống ai nữa. Ba mày đâu có vậy đâu. Con nghĩ không chừng con không phải là con của ba. Con không giống ba. Cái gì? Nói tầm bậy tầm bạ. Tao cắt lưỡi bây giờ. Muốn hại chết má hả? Giỡn thôi mà. Má làm thấy ghê quá. Ủa, mà bộ có thiệt không má? Cái gì nữa? Mày giỡn kiểu đó, tao dám giết người diệt khẩu luôn đó. Mà còn mày nữa, suốt ngày không lo học hành, hết chơi bời lại chúi đầu vô game. Học không vô, học làm cái gì má ơi? Học không vô
làm cũng không nổi. Không lẽ má nuôi mày suốt đời hả Tính? Má nuôi con hồi nào? Ba nuôi chứ bộ. Nói vậy mai mốt đừng có xin tiền tao nha. Lại tiền nữa. Con mà vô mánh á, lần này á, con trả hết cho má, cả vốn lẫn lời luôn. Cái gì? Ừ. Vô mánh hả? Ừ. Mánh gì vậy? Lừa đảo hả? Muốn lừa đảo cũng phải có đầu óc mưu mô chứ. Mày có cái đầu chứ không có cái óc. Thôi đủ rồi nha má, mệt má quá. Ngoài, mày ngồi đây nha, để con ra mở cổng. Ừ. Sao ông biết tôi sống ở đây? Tôi tình cờ gặp bà Mai, hỏi thăm về em nên mới biết nhà em. Thật sự là thấy em sống tốt như vậy, anh mừng lắm. Tôi khổ sở lắm mới có ngày hôm nay. Tôi xin ông để cho tôi yên. Đây. Hồi nãy ai bấm chuông vậy? Dạ, con nghe nói là ổng là bạn của dì Dung. Ổng nói là ổng tên Bằng, ở dưới quê mới lên đó ngoại. Ngồi ở đây á, nó có cây xanh rồi, cũng khỏe ha. À ngoại nè, đợi chừng nào mà ngoại khỏe hẳn, con với Ly đưa ngoại ra công viên, ở đó nhiều cây xanh lắm ngoại. Cây đó là được. Hồi nãy á, cái người khách đó ra làm sao? Con... Ông thấy nó bậm trợn quá. Nói chung á thì con cũng không biết nữa. Nhưng mà ông nói ông là bạn của dì Dung. Ừ. Nhìn Dung dân giang hồ lắm. Vậy hả ngoại? Ừ. Anh ra trại đã hơn 6 tháng nay rồi mà chưa tìm được việc làm em. Ông muốn gì? Anh chỉ nói cho em biết thôi, chứ anh đâu muốn gì đâu. Dung à, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Anh đừng có đụng vào tôi. Sao em tuyệt tình quá vậy Dung? Dù gì chúng ta cũng... Anh im đi. Chào bác. Ủa đây là... Có hẹn bạn cà phê cà pháo gì thì đi đi. Nè má cho tiền nè. À lạ nha. Hôm nay suối con đi cà phê còn cho tiền con nữa. Đi đi. Cảm ơn má nha. Bye bye.
Nó là con em hả? Ông về đi. Mình còn gặp nhau nữa chứ. Tôi phải nói làm sao ông mới chịu hiểu đây. Coi như là tôi van xin ông đi. Ông tha cho tôi đi. Thôi được rồi. Em cứ bình tĩnh đi. Anh không hại em đâu. Và anh hứa anh sẽ không tìm em nữa. Anh chỉ muốn biết là... Tôi không muốn nghe gì nữa hết. Ông làm ơn về đi. Em... Sao còn chưa đi nữa? Nhưng mà được cái thằng lớn tôi rất là ngoan. Nhưng nó bị mù. Nó ra nông nổi về cũng do lỗi tôi. Có làm bao nhiêu chuyện đi nữa cũng không thể nào chuộc hết lỗi lầm của tôi đối với mẹ con nó hết trơn á. Không muốn thì chuyện cũng xảy ra rồi. Thôi, anh cũng đừng buồn nữa. Số phận đã định của mỗi người, anh có muốn cãi lại cũng không được. Con nhìn thấy người đàn ông hồi nãy cầm tay dì Dung trong phòng khách. Có chuyện đó hả? Coi bộ ly kỳ hấp dẫn à. Sắp có tuần mới để coi nữa rồi. Thằng Tính định sàm sỡ con. Mà không được. Thằng này nó dám. Mới chừng đó thôi mà muốn làm đào hoa tạc rồi.